Visung visung rakhanatha yatisarane nasahapan chasila liya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam pi mayam phan te visung visung rakhanatha yatisarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sáng Thầy. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thượng Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thạnh, kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào huynh chân ngộ Sích Mích Ta, Sích Thân Thủy, Sích Thân Lạc, Sích Quyến Mộng, Đạo Hữu Lê Tuấn, Đạo Hữu Punya Sích Thí, Sích Thân Tuấn, Sích Kim. Alo, quý vị nghe rõ ha? Xin được thay mặt Di Tăng truyền tam quy vùng ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sở năng gạch cha hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đầm măng sở năng gạch cha hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sang tăng sở năng gạch cha hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lutiyam vi buddhang saranang gacchami, con lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Lutiyam vi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Lutiyam vi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Tiyam vi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Tiyam vi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Tiyam vi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyampi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam vidhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam visanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam vibhutang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam pi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ saranapahanam nittitam, Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phạn tê, dạ xin vâng. Ma na thi ba ta về ra ma ni sa ca pa đăng sa ma dạ mi, còn xin quán giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinna dana
về là mạnh đi sinh khó với năng sinh ma dạ mi còn sinh văn về điều học là quy tránh xa si trồm cốc cả mẹ sumit cha cha ra về là mạnh đi sinh khó với năng sinh ma dạ mi còn sinh văn về điều học là quy tránh xa si tà hạnh mu sa wa da về là mạnh đi sức khao với năng sâm ma dạ mi còn xin qua dự điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra ya ma cha pa ma đắp hạ na về là mạnh đi sức khao với năng sâm ma dạ mi còn xin qua dự điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự nói dối. Suramerayama chappamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ti ma ni ban cha si kha bạc đà ni sa du căng ca toa ngập ba ma đê na ni cha ca lăng sam ma ra khi tập băng. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra quy giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doanh tị sì lê na phu ca sâm bác đai sì lê na nê phu tinh doanh tị ta sư mai sì lăng quỷ sô tha dê các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú lành thay. Dạ con xin sám hối chú tâm. U tâm mang ghê na quan đề hàng pa đa băng sung và ru tâm mang. Bhutte yokalito do so putho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang warang. Tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ, hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang. Sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính tuân thỉnh sư, chúc phúc đến đạo tràng.
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devatah sabba buddhah anupavena sada sukhi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devatah sabba dhammah anupavena sada sukhi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devatah sabba sangah anupavena sada sukhi và quanh tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người so an thất là thô xuất tổ vô rô nô ô bô thất sa sa nê a rô gô xuất tổ hôi sa ha sa bê nhà tí bê sa thất là tham Sukhita Varuna Bodhassa Chane Aroga Sukhita Oisa Sabbe Nyati Pite Atharatha Sukhita Varuna Bodhassa Chane Aroga Sukhita Oisa Sabbe Thị Nyati Phiên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khói bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy sĩ thị gia trên ga tham xin tham ân tu xin tham ân tu xin tham ân tu đăng pha lăng e ta smin ratana ta ya smin sam ba sa da na che ta xuống cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Giang kinh chi cu sala tam mang ka ta bang kiri yang mama ka ye na wa cha manasa tidase sugatang kata ye sata sanino ati ye chasata asanino katang punya palang mai hang sabbe phagi phawan tute ye tang katang suviditang dinang punya palang maya ye chata thana cha nanti dewa gantwa niwe dayung sabbe lokam ye sata jiwanta harahe tuka manunyang pho chanang sabbe lafantu mamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời Đà Lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng quát ta mê pu nhàng a sa wa kha yô wa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho
Cứu tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape pachima ya disa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape pachima ya disa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape utara ya disa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape utara ya anudisa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape uparima ya disa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape hetima ya disa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chani dukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy, con đã xong phần lễ bái Tam Bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được nhờ sự lễ bái Tam Bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, và vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Và con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ, và xin chào quý vị đạo hữu có mặt trong room. Không biết sư có mặt lạnh tay trước máy hay chưa, và nếu có cho xin bàn tay tín hiệu nếu con ơi, nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt học câu kinh pháp cú 150 sáng nay. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ chư tôn Thượng Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thạnh, kính chào cô tu nữ nhiều pháp, kính chào Huỳnh Chân Ngộ, Sĩ Thiên Lạc, Sĩ Thanh Thủy, Sĩ Quang Mộng, Sĩ Mạch Ta, Đạo Hữu Karuna, Sĩ Khánh Kiểm, Sĩ Kiềm, Đạo Hữu Punya Sĩ Xuất Thí, Đạo Hữu Lê Tuấn. Alo, quý vị nghe âm thanh vừa hay là nhỏ? Nghe rõ ha? Rồi, xa tú, để được Phước Thạnh an vui không? Vừa nghe ha? Rồi. Rồi, xa tú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 150, cẩm dạ.
Và trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Mình chào Sister Man vừa đến với Pháp hội. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Buddho Mahesi, Arahang Tathā Gato Lo, Kutamo Sapakaru Huichet, Thakku Loka Sesatha, Chanadam Mappu, Vido Vanda, Mahantan, Narapu, Chanay Giác Gần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Ý Thức Không Đau Sanh Bằng, Thoát Ly Phần Lão Cho Trăng, Tô Thượng Giáo Chủ, Chi Năng Vô Lượng, Tứ Đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân chuyển. Nam mô Bát Đi Bồ Tát Sa Sát Thu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Tha Rô Cô Sắp Bà Nhu Bút Tháp Bát Đi Phù Tí Sanh Nhá Tô Vân Đà Má Hành Tần Ná Ra Phù. Cái này giác cần Pháp Bảo với Như Ánh Vàng, Như Lai Soi Sáng, Vẹt Màng, Vô Minh, Phá Tan, Làm Đạt Chúng Sinh, Đệ Nhân Phật Tổ, Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thô chú cái tá sơ sa quá cô thích ca chú ca mô quá ra thầm mất thích ca cô nền đà bất chẳng xà ni a na đá rù quá rù hoành đà mất hành tần ná ra phù. Cha này giác cần tam bảo tinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp hàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Các tà nát tí giá tê chê nát sức tha mê ê tu quá tha năng tát xa ví à nú quà quê nát xa hát xa dê nát sức chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 150. Ất thì nằng á gác rằng các thần Ất thì nằng na ga rằng ca tăng a thì nằng na ga rằng ca tăng. Câu số 2. Măng sa lô hi ta lê pa nằng măng sa lô hi ta lê pa nằng măng sa lô hi ta lê pa nằng. Giờ ôn lại câu 1, câu 2. Áp thì nằng na ga rằng ca tăng măng xa lô hi ta lê ba nằng. Áp thì nằng na ga rằng ca tăng măng xa lô hi ta lê ba nằng. Áp thì nằng na ga rằng ca tăng măng xa lô hi ta lê ba nằng. Câu 3, câu 4. Yat tha cha ra cha mat chu cha Yat tha cha ra cha chu cha Yat tha cha ra cha mat chu cha. Và câu cuối. Ma no mắc khô cha ô hi tô Ma no mắc khô cha ô hi tô Ma no mắc khô cha ô hi tô. Ôn lại câu 3, câu 4. Yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắc khô cha ô hi tô Yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắc khô cha ô hi tô Yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắc
hô cha ô hi đô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta tê ba lê ba năng ya ta cha ra cha ma chu cha ma no mắc hô cha ô hi tô. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya ta cha ra cha ma chu cha ma no mắc hô cha ô hi tô. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya ta cha ra cha ma chu cha ma no mắc hô cha ô hi tô. Trong cách đọc này chúng ta còn một cách đọc nữa cho nó dễ hơn ha. Quý vị hơi sức yếu thì đọc theo kiểu này. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya tha cha ra cha ma chu cha ma no mắc hô cha ô hi tô. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya tha cha ra cha ma chú cha ma no mắc hô cha ô hi tô. Quý vị dừng lại nơi trường âm thì quý vị nên kéo dài cái trường âm đó ra chứ đừng có dừng lại nơi trường âm mà coi như giống như đứt hơi. Tức là quý vị trước khi đứt hơi, người ta nói là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Thì trước khi mà quý vị mà đứt hơi đó thì quý vị cũng ráng kéo dài ra. Măng sa lô hi ta lê ba năng, kéo dài chữ năng này ra chứ đừng nghe tới chữ năng mà giống như chấm dứt mà hết hơi ra. Thì cái kiểu đó người ta dùng cái từ mà khi mà đứt bóng mà cái hơi thở dồn dập á thì cái sự ra đi nó không có thanh thản, mà chúng ta chấm dứt một cách nhẹ nhàng kéo dài á thì chứng tỏ rằng mình đã chuẩn bị hành trang ha. Đọc lại ha. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya tha cha ra cha ma chu cha ma no mắc ô cha ô hi tô. Quý vị kéo dài ha. Rồi bây giờ dòng kinh là như vậy, bây giờ qua dòng kệ để đưa bài lên cho huynh Giang Nhật Hà thấy. Nhiều khi huynh Giang Nhật Hà nó không lo không đọc, mình không biết cái gì hết. Rồi bây giờ dòng kệ làm sao? Tám từ chúng ta chia làm hai ha. Thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha ô hi tô. Thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha ô hi tô. Thêm lần nữa ha. Thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng ya tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương quắc tô bằng
thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Rồi, xà thủ, xin mời Sít Mê Ta, Sít Kim, Sít Tờ Man. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Đờ Men cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, và dạ, con kính đảnh lễ quý bà, cô tu nữ, và dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 150. Ác thì năng ná gá răng cá tăng măng xa lô hi ta lê ba năng giác ta cha ra chấm mắt chú cha ma nô mặt khô cha ô hi tô. Và dạ, con xin phân tích. Ác trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná gá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, lô trường âm thông thường, hí tá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, bá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng. Và dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giác trường âm nhấn, thá chá là hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú chá hai đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ô trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, giác tha chá ra chá mắt chú chá ma nô mặt khô chá ô hí tô. Dạ, con xin đọc lại từ đầu. Thì năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng giác tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Ác thì năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng giác tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Át thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng giác tha cha ra cha mắt chu cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn Đờ Men và cô Mít Trà cho tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài Pháp Cú 150, kinh Pháp Cú 150. Có hai người nghe, có hai người nghe rõ, mấy người kia không nghe rõ. Dạ, con xin bắt đầu trả bài kinh Pháp Cú số 150.
thì năng na ca rằng ca tăng măng sa lô hít ta lệ ba mặn không phải ác thì năng na ca rằng ca tăng măng sa lô hít ta lệ ba năng giác sa cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khổ cha ô hi tô ác thì năng na ca rằng ca tăng măng sa lô hít ta lệ ba năng giác sa cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khổ cha ô hi tô. Giờ câu hai ác chữ ngâm ngắn thì chữ ngâm thông thường năng chữ ngâm đọc theo giọng âm ná giá hai đoạn âm răng chữ ngâm đọc theo giọng nguyên âm cá đoạn âm tăng chữ ngâm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số hai măng chữ ngâm đọc theo giọng nguyên âm xá đoạn âm lô chữ ngâm thông thường hí tá hai đoạn âm lê chữ ngâm thông thường bá đoạn âm năng chữ ngâm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ác thì năng na ca rằng khá tăng măng sa lô hít ta lệ ba năng giác ta cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khổ cha ô ký tô. Phân tích câu số 3. Giác trường âm nhắn thá chá hai đoạn âm ra trường âm thông thường chá đoạn âm mắc trường âm nhắn chú chá hai đoạn âm. Câu cuối không phải câu cúng cùi nữa, trả lời cho sư đi, không thẹn nữa. Ma nô hai chữ âm thông thường, mắt chữ âm nhắn, khô chữ âm thông thường, chá đoạn âm, ô chữ âm thông thường, hí đoạn âm, tô chữ âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Giác sa cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khô cha ô hi tô. Ác thì năng na cha rằng kha tăng măng sa lô hít ta lệ ba năng giác sa cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khô cha ô hi tô. Ác thì năng na cha rằng kha tăng măng sa lô hít ta lệ ba năng giác sa cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc cô cha ô hi tô. À thì năng na ga răng kha tăng măng ta lô hi ta lê ba năng giác ta cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khô cha ô hi tô. À thì năng na ga răng kha tăng măng ta lô hi ta lê ba năng giác tha cha ra cha mắc chu cha mà nô mắc khổ cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chắc chứa. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho trung kinh Pháp Cú 150. Còn có sai cái gì xin sư các sư các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng cho con biết cho con sửa. Còn cảm ơn cô Đồ Men và cô Vũ Trưng cho bông hoa. Bữa nay cũng là có nhiều người vô. Dạ con cho kính mời hình như cô Đồ Men qualify kế tiếp đó. Nếu không phải thì mời người khác ha. Dạ xin chúc quý vị trong đạo tràng luôn an vui và may mắn. Alo, 1, 2, 3. Phân tích thì chính xác, mà đọc thì sai. Quý vị thấy Sĩ Kim đọc sai chỗ nào? Trường âm, đoán âm ha. Nhưng mà phân tích thì rất là chính xác, rõ ràng. Cái nào là đoán âm, cái nào là trường âm, mà trường âm là thuộc loại trường âm nào, rõ ràng không có một khuyết điểm nào hết. Nhưng mà phân tích như vậy mà tại sao lại đọc khác? Quý vị thấy sai chỗ nào? Alo. Chữ
chữ măng xá hả? Măng xá lô hi ta lê pa năng hả? Không phải chỗ này. Phương gian nhật hà vô trễ, cho nên không có chú ý đưa lên cái từ đó. Nhưng mà thấy phân tích chính xác và đọc cũng đúng. Còn một từ thôi, chỉ sai có một từ thôi. Mà nếu mà không bắt cái lỗi này á, thì cứ thế mà làm, tiếc không thành ra còn có hai ly hoặc là còn có một ly chỉ giáp ha, không phải giáp chứ là đọc nhanh, không phải chỉ giáp đó, nó là trường âm thì thấy rõ ràng rồi. Chữ nào bà con? Không phải là chữ hi, không phải chữ mano. Wow, tử mình đọc mà cũng không biết là chỗ nào đúng chỗ nào sai. Bây giờ đưa lên tùm lum tà la. Xin chào chiếc lá mùa xuân. Hôm nay hết mùa xuân rồi, chỉ còn có một chiếc lá mà thôi. Sai chỗ nào? Phân tích thì đúng, nhưng mà đọc không đúng. Bali người ta nhìn vô chữ, ta biết đó là trường âm, đoạn âm. Mà mình đọc, phân tích đó là trường âm, đó là đoạn âm, nhưng mà lại đọc trật là tại sao? Khổ quá. Hay là thấy chết là sợ hả? Thấy chết là sợ. Đó là một sự gợi ý. Và quý vị tìm ở trong này chữ nào là chữ chết, chữ nào là chữ chết, thì tìm ra cái chữ chết đó là viết chỗ đó sai. Sĩ Kem nói giỏi Bali lắm mà. Học các vị coi như là pháp sư, giảng sư của thế giới mà. Xà thú. Huynh Giang Nhật Hà. Mắt chú cha. Tại sao với chú này là kéo dài hả? Sĩ Kem, tại sao với chú này là kéo dài? Chỉ mắt chú là tử thần đó, là chết đó. Tại sao chỗ này là kéo dài chữ chú? Quý vị có nghe Sĩ Kim đọc chưa? Và thấy chữ chú này luôn luôn kéo dài. Mà kéo dài nó phải là chữ chu, chứ không phải chú. Chữ chu mới kéo dài. Còn đây mắt chú cha. Chữ mắt kéo dài, chữ chú và chữ chá là hai đoạn âm, cho nên chúng ta phải đọc nhanh. Giáp tha cha ra cha mắt chú cha ma nô. Nghe chỗ này Sĩ Kim ha. Giáp tha cha ra cha mắt chú cha ma nô ha. Vì tại con không nói câu cúng cùi à? Bảy đọc sai rồi cái biện hộ cúng cùi cuối cùng cái gì không biết nữa. Cái chú này kéo dài thành ra nó là một trường âm, cho nên phải đọc ra đoạn âm là đoạn âm, phân tích nó là đoạn âm. Mà tại sao chữ chú là kéo dài? Giá tha cha ra cha mắt chú cha mà nô ha. Mắt chú cha ma nô. Rồi bây giờ tiếp tục mời Sister Man. Alo. Nam mô Bích Thà Dạ, Nam mô Đâm Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 150. Thì nằng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba nằng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt cô cha ô hi tô. Con xin phân tích cách đọc câu thứ nhất và câu thứ hai. Ách thì nằng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba nằng. Ách là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường,
Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, gá là hai đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên ăn. Xá, đoạn âm. Lô, trường âm thông thường. Hí, tạ, hai đoạn âm. Lê, trường âm thông thường. Bá, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Ách thi năng nát gá răng cách tăng măng xá lô hí tá lê ba năng. Phân tích câu 3 và câu 4. Yat tha cha ra cha mắt chu cha ma no mắt khu cha ô hí tu. Yat là trường âm nhấn. Tha là trường, thá là đoạn âm. Chá là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Mắt là trường âm nhấn. Chú chá là hai đoạn âm. Mano là hai trường âm thông thường. Mắt là trường âm nhấn. Khô là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Ô là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và câu 4. Yat tha cha ra cha mắt chú cha mano mắt khô cha ô hí tô. Đọc lại nguyên bài. Ách thi năng nát gá răng cách tăng măng xá lô hí tá lê ba năng. Yat tha cha ra cha mắt chú cha mano mắt khô cha ô hí tô. Ách thi năng nát gá răng cách tăng măng xá lô hí tá lê ba năng. Yat tha cha ra cha mắt chú cha mano mắt khô cha ô hí tô. Dạ, đọc bản dịch vị của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chư. Bữa nay cho con xin phép kệ. Ati năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng. Giáp ta cha ra cha mắt chú cha ma nô măng khô cha ô hi tô. Dạ con xin xuống mít. Con có sai chỗ nào, xin Ngài và quý vị trong đạo tràng sửa giúp cho con. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 150 ngày hôm nay ạ. Ách thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt khô cha hô hi tô. Ách thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt khô cha hô hi tô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ách thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng. Ách là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná, cá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, hí, tá là hai đoạn âm, lê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ách thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng. Và câu số 3 và câu số 4. Yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt khô cha hô hi tô. Yat là trường âm nhấn. Thá, chá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú, chá là hai đoạn âm, ma, nô là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt khô cha hô hi tô. Nhà con xin đọc lại ạ.
ắt thì năng nagarang cát tăng măng sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma no mắt khô cha hồ hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chấp chứa, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ách thi năng na ga răng ca tăng mang sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha ma chu cha ma no ma khô cha ô hi tô. Ách thi năng na ga răng ca tăng mang sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha mat du cha ma no mai kho cha o hi to. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời Chiếc Lá Mùa Xuân ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 150. Át thì năng ná gá răng cách tăng măng xá lô hi ta lê ba năng yát tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Át thì năng ná gá răng cách tăng măng xá lô hi ta lê ba năng. Át là trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná gá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, lô trường âm thông thường, hí tá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, tá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác trường âm nhấn, thá chá hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú chá hai đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ô trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, giác thá chá ra giác tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Át thì năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Át thì năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Át thì năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng yát tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Con mời người kế tiếp. Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Thế Đức, Thượng Thọ. Trang, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp. Và cú
Kinh Pháp Cú số 150. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng giáp tha cha ra chấm mắt chú cha ma nô mắc khô cha ô hi tô. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng giáp tha cha ra chấm mắt chú chấm mắt chú cha ma no mắc khô cha ô hi tô. Trường âm nhấn thi, trường âm thông thường, năng, trường âm giọng nguyên âm, ná gá, hai đoạn âm, răng, trường âm giọng nguyên âm, cá, đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm, đoạn 2, măng, trường âm giọng nguyên âm, xá, đoạn âm, lô, trường âm thông thường, hí, tá, hai đoạn âm, lê, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, năng, trường âm giọng nguyên âm, đoạn 3, giáp, giáp, trường âm nhấn, thá, chá, hai đoạn âm, ra, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, mắt, trường âm nhấn, chú, chá, hai đoạn âm, đoạn 4, ma, nô, hai trường âm thông thường, mắt, trường âm nhấn, khô, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, ô, trường âm thông thường, hí, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Áp thì năng ra rằng các tăng măng xa lô hi ta lê bát năng giáp thạ cha ra chấm mát chú cha ma nô mắc khô cha ô hi tô. Thì năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng dạ thác cha ra cha mắt chú cha ma no mắc khô cha ô hi tô. A thi năng na a thi năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng dạ tha cha ra cha mặc chú cha ma nô mặc cô cha ô hi tô. Thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba năng dạ ta cha ra mặt cha chú dạ ta cha ra cha mặt chú cha mặt cô cha ôi tô. Thầy làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Thổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã đọc bài xong cho hôm nay. Quán Thanh, Quán Thanh đọc bài chưa? Quán Thanh
con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ, và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bộ kinh Pháp Cú số 150. Áp thì nàng nã gạ rằng ca tăng mang sa lô hi ta lê bạ nàng dẫn tha cha ra cha mang chu cha mà nô mắc khổ cha ô hi tô. Áp thì nàng nã gạ rằng ca tăng mang sa lô hi ta lê bạ mang dẫn tha cha ra cha mang chu cha mà nô mắc khổ cha ô hi tô. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Át trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná, gá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, lô trường âm thông thường, thí tá hai đoạn âm, lê trường âm thông thường, bá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át thì năng nã gạ rằng ta tăng măng sa lô hi ta lê ba măng. Và con xin phân tích câu 3, câu 4. Giáp trường âm nhấn, há chá hai đoạn âm, ra ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú chá hai đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, mắt khô, mắt trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ô trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, giáp tha chá ra chá mắt chú chá ma nô mắt khô chá ô hí tô. Dạ, con đọc lại. Át thì năng nã gạ rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê bạ năng dẫn tha sa ra cha mắc chú cha ma nô mắc khô cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Anh thi năng ná gà răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng dẫn tha cha ra cha măng chu cha man nô măng khô cha ô hi tô. Dạ, con đọc phân tích và kệ xong rồi. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô trung nữ, quý đạo hữu trong đạo tràng chữa sai cho con. Dạ, con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Con xin cảm ơn đạo tràng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang và Sư Thanh. Con quý sư trong đạo tràng, con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 150. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã bót bài. Át thi năng na ga răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng rát tha
cha ra cha mắc chu cha ma no mắc khu cha o hi tô at thi năng naga rằng ca tăng măng sa lô hi tan lê ba măng rat tha rat tha cha ra cha mắc chu cha ma no mắc khu cha o hi tô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo động nguyên âm, ná gá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá lô, xá là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, hí tá là hai đoạn âm, lê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át thì năng ga na ga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng. Câu 3 và câu 4. Rát là trường âm nhấn, thá là đoạn, thá chá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chú là chú chá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông, ma nô là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, rát tha cha ra cha mắc chu cha ma no mắc khô cha o hi tô. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. At thi năng naga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng rát tha cha ra cha mắc chu cha ma no mắc khô cha o hi tô. Con bị đọc sai câu chữ chá này, con đọc xin phép đọc lại. At thi năng naga rằng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng rát tha cha ra cha mắc chu cha ma nô mắc khô cha hộ cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạn lừa đảo chất chứa. Đấy, bản trình Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con tin kệ. Thí năng na gà răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng rạt khá cha cha ra cha cha mạch chú cha ma no mắc khô cha ô hi tô. A thi năng na gà răng ca tăng măng sa lô hi ta lê ba măng rạt tha cha ra cha mạch chú cha ma no mắc khô cha ô hi tô. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin cú mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Sa thú, Thích Quang Thanh. Đã kết thúc phần ôn bài ha.
dòng kinh dòng kệ lúc này sĩ quan thanh cũng rất là tiến bộ ha. Có nhiều vị vào trước nhưng mà không có mạnh dạng giống như sĩ quan thanh ha. Đọc dòng kinh xong cũng lên đọc dòng kệ ha, không sao từ từ rồi sẽ thuần thục thôi. Quý vị cứ mạnh dạn lên là sẽ thành công. Còn cứ ngại ngại mất cỡ không dám lên đọc thì bảo đảm rằng quý vị dậm chân tại chỗ. Cứ mạnh dạn, cứ đọc đi, rồi mình thấy chỗ nào mình sai mình sửa. Bởi vì ở đây khi mà quý vị phân tích được trường âm đoạn âm thì quý vị đọc, quý vị biết đúng hay là sai. Rất hoan hỷ. Sự tầm cầu học hỏi của quý vị rất là cao. Bây giờ chúng tôi ôn lại ha. Thì nằng na ga rằng ca tăng mần sa lô hi ta lê pa nằng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma khô ma nô mắt khô cha ô hi tô ắt thì nằng na ga rằng ca tăng mằng sa lô hi ta lê ba nằng yat tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. Như vậy trên cái giọng đọc thì chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách đọc là chúng ta chia ra hai câu, đọc một lần hai câu. Và cách đọc nữa là chúng ta đọc một hơi ha. Quý vị hơi dài thì đọc một hơi. Quý vị đọc chắc ăn, đọc một lần hai câu ha. Như vậy là chắc ăn. Thì nằng đá gá rằng ta tầng mần xa lù thi ta lề ba nằng gia tha cha ra cha mắt chú cha na ma nô mắt hồ cha ô hi tô. Cái đọc đó là ổn, tức là cảm thấy tự tin. Mà hơi sức của chúng ta cũng có thể đọc một lần hai câu. Vậy thì đọc hai câu cho nó dễ hơn. Và dụng kệ thì quý vị thấy tám từ chúng ta chia ra làm hai, và cũng cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau. Hôm nay dòng kệ của cô tu nữ Tự Duyên hơi bị lạc tông ha. Nghe hơi chắc tắc. Mấy bữa trước thì đọc nghe đó là dòng kệ vàng, nhưng mà hôm nay không biết bạc hay đồng hay chì gì, không biết nữa. Rồi bây giờ chúng ta chia ra làm 2, 4, 4 ha, mà đọc làm hai câu ha. Athi nang ga, athi nang na ga rang ca tang mang sa lo hi ta le ba nang ya tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha o hi to. Athi nang na ga rang ca tang mang sa lô hi ta lê ba nang yang tha cha ra cha ma chu cha ma no ma kho cha o hi to. Thân này làm bằng xương, quét tu bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa những cái câu mà chúng ta vừa học, những cái từ mà chúng ta vừa đọc qua ha. Athi nang na ga rang ca tăng, câu đầu tiên chữ athi nang do cái từ athi. Athi là một danh từ trung tính, ikarantana cùng sakalinga. Và athi được chia theo sở hữu cách số nhiều, sát thí, vì pháp thí và hữu quá trình á. Cho nên athi biến thành
thi năng. Ác thi năng là của những khúc xương, bởi vì ác thi là xương, nhưng mà cái gì xương à, có nhiều, của những khúc xương ha. Rồi nagarang do cái từ nagara, nagara là một danh từ trung tính, akrantanapung sakalinga. Nagara ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vì phát tiết ca quá trình á, cho nên nagara biến thành nagarang. Nagarang là thành trì, là thành trì. Rồi chỉ ca tăng do cái động từ karoti, nhưng mà ca tăng ở đây là một quá khứ phân từ đã được làm, đã được làm. Đã được làm. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Măng xá lô hít tá lê phá năng. Măng xá lô hít tá lê phá năng. Câu số 2. Câu số 2 ở đây có 3 từ ghép lại. Măng xá, nó là một danh từ trung tính, ác rành tá na phung sá kà linh gá. Măng xá là thịt. Rồi lô hít tá, nó cũng là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Lohita là máu, à, măng xá là thịt, lohita là máu. Và cái từ thứ ba, lepanang. Lepanang do cái từ lepana, lepana nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Lepana là cái việc bôi két, nhưng mà ở đây được chia theo đối cách đu tì giao vừa phát tí ê có quá trình á, cho nên lê bà ná biến thành lê bà năng, việc bôi két. Vậy thì măng xá lùi tá lê cách phát năng có nghĩa là có sự bôi két bằng thịt và máu, có sự bôi két bằng thịt và máu. Vậy thì hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Ác thi năng năng rằng các tầng bằng xá lồ hít tá lề phát năng. Thân này là thành trì được làm bằng các khúc xương, có sự bôi két bằng thịt và máu. Hai câu bổ sung ý nghĩa với nhau. Thân này là thành trì được làm bằng các khúc xương, có sự bôi két bằng thịt và máu. Đó là hai câu nó bổ sung ý nghĩa. Chúng ta nghe nó cái vẻ xúc tích hơn ha. Rồi câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. Giáp thá chá ra chá mắt chú chá mà nô mắc hồ chá ô phi tồ. Giáp thá chá ra chá mắt chú chá. Giáp thá chính nơi đó. Giáp thá là nơi đó. Rồi chữ cha ra nó rời ra chứ không có dính chung với chữ cha ha. Chữ cha ra là sự già, chữ cha là bà, mắt chú là sự chết. Cha ra là sự già. Chúng ta đương học cái phẩm cha ra quốc gia này, các là phẩm già. Vậy thì cha ra là sự già, chú là sự chết. Nó chú sự chết. Và mano mắc khô cha ô hi tô. Mano do cái từ mana, nó là một danh từ nam tính, ác rin ta phung linh gá. Và mana được đứng làm chủ từ ha.
chủ từ số ít bạch tham án e câu có chân nói quỷ pháp tí cho nên ma na biến thành ma nô sự ngã mạng sự ngã mạng rồi mắc khô do từ mắc kha nó cũng là một danh từ nam tính ác lành pháp cùng linh gia đứng làm chủ từ và tham án e câu với chân áo quỷ phát tí mắc kha biến thành mắc khô sự tặc đố sự đố kỵ à và ở đây ngài hòa thượng dịch là ngã mạng khi ngã mạng chá là và ô hí tô do căn ngữ tha có nghĩa là đặt xuống ô hí tô cũng được đứng làm chủ từ đã được nương náu đã được che giấu đã được nương náu đã được che giấu vậy thì yathachara chamachu chamano makho cha o hito hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau yathachara chamachu chamano makho cha o hito là nơi mà sự già, sự chết, sự ngã mạn và sự đố kỵ nương náu. Câu 3, câu 4 là nơi mà sự già, sự chết, sự ngã mạn và sự đố kỵ nương náu hay là che đậy. À, nơi mà sĩ già thì chế sĩ ngâm mang và sĩ đố kỵ nương náu nhà xa thủ chức nhiều quá. Câu Phật ngôn 150 cho chúng ta một ý nghĩa. Thân này được thành trì, được làm bằng các khúc xương, có sự bôi két bằng thịt và máu, là nơi mà sĩ già thì chế sĩ ngã mạng và sĩ đố kỵ nương náu. À, xin lặp lại. Thân này là thành trì được làm bằng các khúc xương, có sự bôi chét bằng thịt và máu, là nơi mà sự già, sự chết, sự ngã mạn và sự đố kỵ nương náu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ được bác thế này: thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn đã thể hiện thế này: thành này làm bằng xương, quét tô bằng móc thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Alo, trong phần từ vựng quý vị thấy có chỗ nào không? À, quý vị thấy trong phần liều vựng có chỗ nào không ổn? À, cứ đưa tay có ý kiến đi. Rồi, như vậy là im ru mà. Chúng ta qua phần duyên sự. Rồi sẽ thảo luận về câu Phật ngôn này. Còn cả một tiếng đồng hồ nữa mà. Thời gian cũng còn nhiều. Alo! Câu Phật ngôn này ai đi học kể chưa đọc thì cũng có thể đưa tài. Có ai đi học kể không bà con? Rồi, thì im ru. Vậy thì chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 150.
xuất xứ là tại chùa Kỳ Viên và được đề cập đến vị tỳ khưu ni tên là Rupananda. Ai viết lên cái tên của vị tỳ khưu ni Rupananda viết cho đúng à, để chúng ta nhớ nhé. Tại sao câu Phật ngôn này ám chỉ về cái vị tỳ khưu Rupananda, mà cái vị này xuất xứ là một vị wow ha, một người đẹp, một gia nhân tuyệt sắc ở trong dòng họ Thích Ca Sắc Thì Giá. Alo, Rupananda viết làm sao đây? Rupananda, chẳng phải Nanda. Rồi, Rupananda của tu nữ Địa Viên nè, viết đúng nè. Sức quan thanh thiếu cái dấu huyền hay sao? Rupananda, đó đúng rồi, xa thủ Sức Như Quang. Một ngày nọ, vị công chúa này là một hoa hậu, một gia nhân tuyệt sắc trong dòng họ Thích Ca. Thì cô ta nghĩ rằng anh ta đã từ khớp vương vị mà đi xuất gia để trở thành một vị Phật, là một bậc tối thượng nhân trong cõi thế gian này. Con trai của người Thái Tử Rào Phu Lá cũng là một bậc xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ở trong một gia đình có bấy nhiêu là quyến thuộc bà con thế mà đã đi xuất gia hết. Vậy thì ta sẽ làm gì? Ta sẽ đi xuất gia cho rồi, ai sao tôi dạy à. Rồi cô đến một cái tịnh xá Tỳ Khưu Ni xin xuất gia. Xuất gia vì cái tình thương yêu quyến thuộc, chứ không phải là do cái đức tin mà đi tu. Cô là người có một cái nhan sắc rất là đẹp, do đó có cái mệnh danh là Rupananda. Cô nghe đồn rằng Đức Phật Ngài Thuyết Pháp hay nói về cái sắc thân này vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Rồi sắc thọ tưởng hành thức cũng là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Cho nên mặc dầu đi tu nhưng mà cô cứ nghĩ rằng sắc rất là đáng yêu, đáng là vui thích, đáng quan nghĩ là như thế, mà Đức Phật là khinh chê, là bài bác. Cho nên mặc dầu xuất gia là tỳ khưu ni, cô không bao giờ đến gặp mặt Đức Thế Tôn. Bây giờ ở trong thành Sau Có Thi vào ngày Uposatha, từ sáng sớm đã cúng dường trai tăng và thọ trì Bát Quan Thế Giới. Rồi buổi chiều thì có mặc y phục chỉnh tề sạch sẽ, tay mang lễ phẩm, nhất là hương và tràng hoa, tập hợp tại chùa Kỳ Viên để nghe pháp. Nghe pháp rồi thì họ đi về thành, vừa đi vừa thảo luận về ân đức của bậc đạo sư. Quả thật trong 4 hạng chúng sanh sống chung trên thế gian này thì ít ai tiếp xúc với Đức Bổn Sư mà không phát sinh đức tin một cách trong sạch. 4 hạng chúng sanh đó là những người thích sắc tướng, những người thích âm thanh, những người thích sự khổ hạnh, những người thích nghe giáo pháp. Thì những người mà thích về sắc tướng, họ phát tâm trong sạch khi thấy kim thân của bậc đạo sư có màu vàng tinh anh thanh tịnh, cùng với 32 tướng tốt và 80 tướng phụ của Ngài. Rồi những người thích về âm thanh thì phát tâm trong sạch khi nghe âm thanh điêu luyện của Ngài khi thuyết pháp. Đây là chúng sanh đã từng nghe pháp từ các vị Phật quá khứ, hoặc là những bậc đại nhân Bồ Tát thuyết giảng trong quá khứ. Và trong hiện tại, cái lời giảng pháp của bậc Như Lai hội đủ 8 chi phần của thánh đạo.
Rồi những người thích về sự khổ hạnh thì phát tâm trong vì thấy Ngài hành đầu đà, nhất là đắp y phấn tạo. Và hạng người thứ tư là những hạng người thích nghe pháp thâm mộc bậc ma ni ca, thì họ phát tâm trong sạch khi mà so sánh thấy Đức Thế Tôn là một bậc cát tuyệt xuất chúng ưu việt, không ai bị kịp về mặt ân đức của tam học, đáng làm gương mẫu. Giới của Đức Thập Lực là như thế, định là như thế, tuệ là như thế. Những lời mà của họ ca tụng ân đức của Đức Thế Tôn không miệng nào kể lại cho hết được. Thì Thương Ni Rupananda rất gần gũi các vị tỳ Thương Ni khác và các tín nữ, thì nghe họ tán dương ân đức của Đức Thế Tôn thì cũng tự nghĩ: thiên hạ họ ca tụng anh của ta thái quá như vậy. Thế mà một bữa nọ anh ta lại nói với ta về cái tội của sắc đẹp, có lẽ rồi anh ta sẽ đề cao về sắc đẹp thôi. Chi bằng ta cùng đi chung với các tỳ khưu ni này, nhưng mà ẩn núp đừng cho Đức Thế Tôn thấy ta, để nghe Ngài thuyết về kiểu pháp gì. Rồi khi đó tỳ khưu ni Rupananda thổ lộ với các vị tỳ khưu khác: hôm nay tôi sẽ đi nghe thuyết pháp. Các vị tỳ khưu ni rất là hoan hỷ, dẫn vị tỳ khưu ni Rupananda ra đi và nghĩ rằng quả thật lâu rồi Rupananda không chịu đi yết kiến hầu hạ bậc đạo sư, hôm nay đổi ý muốn được nghe Ngài thuyết pháp. Còn tỳ khưu ni Rupananda từ lúc khởi hành trở về sau cứ nghĩ thầm: ta sẽ không bao giờ xuất đầu lộ diện, sẽ núp ở trong đám đông thôi. Đức Phật biết hôm nay Rupananda sẽ đến ý kiến Như Lai, vậy thì Như Lai nên thuyết pháp nào cho thích hợp với cô đó. Sau khi quan sát, Ngài thấy rằng cái cô này chú trọng về sắc đẹp, quá ái luyến về cái thân xác của mình, như lấy gai mà lễ gai. Ta sẽ phải cần dùng đến một cái sắc đẹp để đè bẹp cái sự say mê sắc đẹp của cô ta mới được. Khi mà quyết định như vậy rồi, bậc đạo sư dùng thần thông hóa hiện ra một giá nhân tuyệt sắc, khoảng 16 tuổi xuân xanh, mặc xi mi màu đỏ thẫm, toàn thân đeo đầy nữ trang rực rỡ, một tay đang cầm quạt đứng hầu ngài. Ngay khi tỳ khưu ni Rupananda vừa vào chùa, thấy mỹ nữ đó, và mỹ nữ này chỉ riêng có bậc đạo sư và tỳ khưu ni Rupananda trông thấy mà thôi. Rupananda cùng các vị tỳ khưu vào chùa thì đứng núp, cô ta đứng núp sau các vị tỳ khưu ni kia. Sau khi gieo năm bóp xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xen giữa các vị tiêu ni khác mà nhìn Ngài từ dưới chân trở lên, và thấy đầy đủ những cái tướng tốt và tướng phụ với kim thân có hào quang tỏa ra cả một sải tay. Kế đến thì khưu ni Rupananda nhìn lên gương mặt tròn đầy như trăng rằm của Ngài, và ngó thấy mỹ nữ đang đứng trong cây rạp cầm quạt, thì nhìn mỹ nữ rồi quay lại ngắm mình. Thì khưu ni Rupananda tự ví mình như là cung quả đen đứng trước con hạt chúa màu vàng. Từ lúc nhìn thấy mỹ nữ là người đẹp do thần thông quá hiện, thì hai mắt của thì khưu ni Rupananda không rời đối tượng đó. Vị ni cô nghĩ thầm: trời ơi, tóc cô này đẹp quá, tóc cô tuyệt đẹp, khắp mình cô chỗ nào cũng sang quý, cũng hấp dẫn. Thì Thương Ni Rupananda xin lòng yêu mến mãnh liệt cái nhan sắc đó.
sau khi biết Bồ Tát thích thú đối tượng rồi, Bậc Đạo Sư vừa thuyết pháp, vừa khiến cho cái sắc ấy vượt qua cái trạng thái 16 tuổi xuân lên đến tuổi 20. Tỳ-kheni Rupananda nhìn thấy sự thay đổi đó, quả thật sắc đẹp này không bằng lúc trước. Từ từ, Tỳ-kheni Rupananda bớt say mê ái luyến. Bậc Đạo Sư đã khiến cho cô mỹ nữ hoặc hầu ngài từ từ biến dạng, trở thành một phụ nữ trung niên, rồi trở thành một bà lão, và sau cùng thành một bà cụ già nua lụng cụm gần đất xa trời. Thì cái này Rupananda cũng để ý, tuần tự nhìn thấy sắc đẹp xuân thời đã mất, sắc đẹp khi đứng tuổi cũng đã mất, còn trở lại cái hình hài trong tuổi già nua đáng chán. Nào là răng rụng, đầu bạc, lưng còn như cái sừng bò, tay chân run rẩy. Thấy thế, Tỳ-kheni Rupananda chán ngán quá chừng. Kế đó, Bậc Đạo Sư khiến cho bà cụ hiện ra cái tướng người bị bệnh nặng. Bỗng nhiên, bà cụ bò, bỏ cả cây gậy và cây quạt, hét lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống đất, nằm lăn qua lăn lại trên cái đống phân và nước tiểu của chính bà ta. Tỳ-kheni Rupananda thấy vậy thì sanh ra sự chán ngán vô cùng. Đức Bổn Sư lại khiến cho một người ấy hiện lên cái tướng chết. Ngay khi ấy, cái xác đã bắt đầu sinh trưởng. Theo cửu khiếu thì cứ mũ và nước vàng nó rỉ chảy ra, rồi những con giòi nó bò lúc nhúc trên cây quà quạ xúm lại, rồi nó rỉa cái xác thú đó. Thì cái Rupananda vẫn theo dõi từng biến chuyển của đối tượng. Người phụ nữ này ở nơi đây bây giờ đã già, bây giờ đã lâm bệnh, bây giờ đã chết. Cái tự ngã sát thân của ta cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như thế, chẳng có sai chút nào. Nhờ như vậy thì Tỳ-kheni Rupananda thấy được cái sự vô thường của tự ngã. Một khi đã thấy được cái sự vô thường như thế thì tự nhiên cảm thấy luôn cả cái sự khổ não và sự vô ngã. Lúc bây giờ đối với Tỳ-kheni Rupananda, tam giới ví như lửa nóng và giống như cái xác chết treo khô vậy. Tự nhiên tâm của Tỳ-kheni Rupananda bám sát vào địa ngục bất tịnh hiện tiền. Đức Phật biết vị Tỳ-kheni này đã thấy được cái tướng vô thường. Ngài mới quán xem, cô ta có thể tự mình cứu độ lấy mình được không? Và Ngài thấy rằng cô không thể tự độ mà phải cần có sự trợ duyên từ bên ngoài. Do đó, Đức Phật này thuyết pháp thích hợp với căn cơ của Tỳ-kheni Rupananda. Ở đây, tâm trạng được diễn tả này, Rupananda, hãy quán cái vật phối hợp nên bởi các yếu tố mà được gọi là cái sắc thân này. Nó chỉ là bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối, có nước dơ hằng rỉ chảy, bài tiết ra. Thế mà có những kẻ ngu, mơ ước, thể thân này là sao thì cái sắc ấy cũng vậy thôi. Sắc ấy ra sao thì thân này cũng sẽ vậy thôi. Hãy quán về tứ đại, quán về không tánh, đừng có trở lại cái thế gian này. Sau khi mà xa lánh hữu dục, tức là sự muốn tái sanh vào tam giới, thì tâm của ngươi sẽ được bình yên. Khi mà Đức Phật đã thuyết ra chỉ để cho Tỳ-kheni Rupananda thấy rõ cái sắc thân này là cái phần tử rườm rà của ích, và nhờ theo dõi theo lời dạy của Bậc Đạo Sư, Tỳ-kheni Rupananda phát sinh trí tuệ và đắc
dự lưu quả. Lúc bấy giờ Đức Bổn Sư thuyết tiếp về cái đề mục không tánh Sunyata để đưa cái tâm của vị tỳ khưu ni này đến ba cái đạo quả tối cao bằng pháp minh sát. Này Rupananda, đừng tưởng rằng trong cái sắc thân này có cái lõi chắc thật. Đối với người không dễ vui thì trong đó không có lõi. Đó chỉ là một cái thành trì bằng xương cấu tạo bởi 300 khúc xương mà thôi. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 150: Athi nằng ná gà răng sát tầng măng xá lù hít tạ lề phá nằng giá tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt hồ cha hồ khí tù. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đấy già và chết mà ăn lừa đảo chắc chứa. Đẩy câu Phật ngôn này, như những người đã triệt hạ hết mệ cốc đậu mè đang mọc để dọn cho trong đất, rồi mới làm cái sườn gỗ dựng lên, lấy dây ràng buộc chặt chẽ và chắc đất đắp nền, thì ở đó được gọi là cái thành. Bên ngoài người ta cất nhà để ở thì cái sắc tăng này cũng thế, bên trong có cái sườn là bộ xương gồm có 300 khúc xương, có dây gân buộc sẵn dính liền nhau, có máu và thịt tô đắp lên trên, có da bọc kín bên ngoài. Để tại cái tình trì đã xây cất là cái từ ngã này, thì sự già với cái tướng lão, sự chết với cái tướng tử hằng phát khởi lên, liên hệ với sự ngã mạn, với cái tướng say mê và sự dèm pha, với cái tướng phỉ báng những cái hành vi đạo đức tốt đẹp. Một từ ngã như thế quả nhiên gồm chứa cả thân và tâm bệnh hoạn, xa đọa xuống thấp, chứ không hy vọng tiến lên cái chỗ cao được. Và câu Phật ngôn 150: Tỳ khưu ni Rupananda chứng đắc thánh quả A La Hán. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng em Phật Rupananda đã xuất gia. Tỳ khưu ni gọi sắc liên hoa, nghĩ mình tươi đẹp còn Phật ghét, nên chẳng đi nghe pháp Phật đà. Sao thấy nhiều người cứ tặng khen, tò mò muốn kính pháp một phen. Phật cho rằng thấy con người đẹp, phúc chốc già nua chết thúi liền. Phật dạy thân này chỉ có xương, các làm thành quách, thịt làm tường, bên trong chứa lão tử kiêu mạn, làm đã khô xanh giữa hội trường. Câu Phật ngôn 150 kết thúc ở đây. Và qua câu Phật ngôn này thì chúng ta thấy cũng na ná như câu Phật ngôn nói về thì mà. Rồi quý vị có ý kiến sao về câu Phật ngôn này? Alo, quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 150? Alo, alo, các em đâu vậy bà con? Ai mời cô tu nữ Tự Duyên? Chưa mời thấy đã đưa tay rồi. Hôm nay cô Tự Duyên ha, với câu Phật ngôn này thấy có một cái giọng đọc hơi đặc biệt, định nói không ngờ đã đưa tay rồi, xin mời. Sao thú lần thay để con kính chư ân nhân, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào đại chúng.
Hồi nãy giờ con ngồi trước máy và cũng lắng nghe về duyên sự của sách của nàng Subhananda. Subha là sắc, nhưng mà nghe duyên sự của ngài và cái cô này thì luôn luôn quý, yêu quý cái sắc đẹp của mình. Vì cái sắc đẹp, luôn luôn cô này cứ nghĩ là sẽ không có tàn phai, luôn luôn đẹp. Nhưng mà đâu có đẹp hoài, đẹp mãi. Vì cô này cũng, lúc đầu thì cũng không có đức tin. Nhưng mà vì xuất gia, cho nên là cô xuất gia thôi. Chứ cô cũng có chưa có cái niềm đức tin gì cho mấy. Vì sao? Vì cổ lúc nào cổ cũng nghe Đức Phật giảng về cái sắc này luôn luôn là đẹp như vậy nè, mà cứ nghe cứ tiêu hoại rồi sình thúi, không có quý gì sắc này. Và cứ cô cứ đi nghe pháp thì cô không đi, nhưng mà từ từ cổ cũng đi, lần lần cổ cũng đi, nhưng mà nấp, nấp không có ra mặt. Nhưng mà có một mà lúc sau thì Đức Phật quán xét cái cô này cũng đủ duyên, cho nên là ngài mới thuyết và vừa thuyết pháp và vừa làm lên một cái cảnh để cho cô ta thấy rõ là cái thân này. Lúc đầu thì có cô hầu rất là đẹp, nhưng rồi cổ mới quay lại cổ nhìn cái thân của cổ. Vì so sánh với cái cô mà đứng hầu quạt thì mình chẳng có ra chi hết. Cho nên thì dần dần Đức Phật mới thấy được, chỉ có Đức Phật mới độ cho những người như vậy. Thì lúc đầu thì cái sắc của người hầu 16, nhưng mà có thoáng qua thì đã thấy 20, rồi thoáng qua là thấy sự 50, thoáng qua nữa là đã lụm cụm. Cho nên cổ mới thấy được cái vô thường, thì lúc đó cổ mới quay về trở mình, quay về mình nhìn lại mình thì mình cũng cũng cái sắc này nó cũng như vậy thôi. Vì cái sắc đẹp kia so với mình thì mình chẳng có là gì hết. Nhưng rồi cũng phải ra đi. Ai rồi cũng phải ra đi, ai cũng có sự già rồi sự chết. Nó chung chung là như vậy. Chẳng hạn như là như mấy cái bữa trước, nghĩa là thứ ba tuần trước là cái giọng tự nhiên nó không phải như vậy. Nhưng mà chỉ trong một tuần, cách một ngày, hôm thứ năm khác, hôm nay thứ bảy, thì cái giọng nó lại khác nữa. Mình cảm thấy là cái giọng nó cũng biến đổi, nó cũng thay đổi theo từng ngày, từng giờ. Rồi tất cả cái gì nó cũng, sắc nó cũng hoại, giọng nói nó cũng rè, cái âm thanh nó cũng không phải như là giống như là cục pin thì mình xài thì mới đầu nó nghe rõ, nhưng mà dần dần lâu thì nó phải hết pin, nó cũng rè thôi. Thì con lại nhớ một cái câu chuyện khác, cũng là một câu cấp cứu khác, đó là nói đến nha, cái một vị tăng. Thì cái người đó cũng thích cái sắc đẹp của ngài, cho nên là cứ xin xuất gia rồi để làm chi, để đi ngắm sắc đẹp của ngài thôi, chứ cũng không có cái đức tin về Phật
nhưng mà chỉ mê, mê cái sắc đẹp của Ngài. Cứ đi theo, đi, đi theo phía sau. À, rồi một thời gian thì lên tỳ khưu. Lên tỳ khưu rồi cũng, à, Ngài đi thuyết pháp cũng đi nghe. Nhưng mà thật ra không có nghe. Ngồi nó cứ ngắm nhìn giống như là nhìn một cái người nam mà nhìn cái người nữ vậy đó. Cho nên Đức Phật mới quán xét và thấy được cái vị này cũng đã đến lúc mà Đức Phật về thì Đức Phật mới ra. Tại sao mà đi nghe pháp mà không nghe, cứ nhìn nhìn như, như giống như là người nam mà nhìn người nữ vậy. Khi một vị xuất gia như vậy á, thì đi về đi, đừng có ở đây nữa. Đi xuất gia mà không chịu học hành thì cái vị này buồn thui thủi. Hôm nay á, mình đi theo mà đi về bị rầy như vậy, phiền não. Thôi thì mình xin quần tục đi trở về cho rồi đi. Thì lúc đi về thì Đức Phật cũng quá hiện ra, cũng thiết cho cái vị đó. Thì tự nhiên cũng nhớ ra, cũng thiết lên cái bài pháp gì đó. Thì cái vị này cũng chứng quả rất là cao. Cho nên á, thì mỗi ngày, không phải là khi mà mình thấy được cái sự già nó đến với mình, thì tại vì hôm nay là tự nhiên có một cái cảm nhận về cái giọng nói của mình, tự nhiên mình ngủ một đêm tới sáng, tự nhiên cái giọng của mình nó khác, nó biến đổi, giống như là khi mình 58 nó khác, mà năm nay là gần non 60 một chút, cho nên là thấy nó cũng khác hẳn, khác xa như 2 năm về trước. Và cái cách của mình làm việc nó cũng chậm chạp, và cái cách mỗi ngày mình thấy được nó dần dần. Nó từ cái đi, cái đứng, cái lúc mà tự nhiên thì để qua cái cảnh này, tự nhiên tả về mình một chút, nói về vô thường. Vì sao? Vì mấy lần trước đó, là tự nhiên chạy xe từ Vĩnh Long về tới Sài Gòn, không cùng lắm nghỉ một hơi để mình vô mình vệ sinh, mình uống nước là chạy về tới Sài Gòn. Nhưng mà kỳ sau này mình phải chạy đến 3 lần mới về đến Sài Gòn. Nhưng mà về đến chùa ở Vĩnh Lộc này rất là mệt, và nằm phải một tuần nó mới, cái tay mình nó mới hết đau. Nhưng mà trong khi trước kia không cần phải nghỉ ngơi gì hết, không cần phải nghỉ ngơi. Thì qua câu pháp của kinh này thì con rút ra một cái sự mà cái cô gì quên mất rồi, nó mới đó quên rồi đó, Rubananda, cô Rubananda này, thì Ruba là cái sắc đó, cái sắc mỗi ngày nó sẽ tiêu hoại. Cho nên là hôm nay con thấy từ cái giọng nói, cái cách đi đứng nằm ngồi của con, nó cũng từ từ, nó dần dần nó cũng sẽ ra đi. Nhưng mà không biết nay mai không biết được. Cho nên là con cũng có một cái vài lời để chia sẻ. Và nếu có đi, xin Ngài và Đạo Tràng hỷ xả. Và bây giờ thấy thành.
phải từ từ chứ không thôi là tự nhiên hay có lầm lẫn như quan và văn thanh lắm, cho nên bây giờ phải ngó cẩn thận. Chứ hôm bữa là gọi là sớm sát đó, nhìn cái chữ quan quan này là bắt đầu là cứ như quan, mà thật ra cái tâm của tự nhiên luôn luôn là nhớ đến như quan. Vì sao? Vì trước khi tự nhiên lên chia sẻ có như quan là yên tâm, như quan sẽ bắt bài lên, cho nên cái trong tâm luôn luôn cũng nhớ cái nick như quan đã tự nhiên biết cũng cỡ 10 năm rồi, và rất là tri ân như quan rất nhiều. Và bây giờ là đạo tràng mình có những lời chia sẻ gì thì tự nhiên mời. Cảm ơn cô Như Quan. Bây giờ đã thấy Quang Thanh, Quang Thanh có thể chia sẻ về suy nghĩ cái câu Pháp Cú Kinh 150 này như thế nào. Quang Thanh cũng thường bệnh hoạn đó, cho nên mình có những cái lời chia sẻ về diễn tả về cái sắc của mình và cái sự suy nghĩ của mình như thế nào. Quang Thanh có thể chia sẻ tiếp tự nhiên hay mời hôm nay có hạnh pháp nữa, bây giờ đã thấy hạnh pháp nữa nè, rồi bây giờ mời Quang Thanh trước đi nha. Nhưng mời Quang Thanh rồi. Cảm ơn Quang Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý Ngài Trí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Kính lễ quý bà và cô tu nữ và các quý chào toàn thể kính đạo hữu trong Zoom. Dạ, con thì con cũng cảm ơn cô tu nữ, sa thú cô tu nữ có tại duyên đã nhắc nhở con là mình có bệnh. Đối với con thì con có một căn bệnh là bệnh tim. Nhưng mà trong cái thời gian mà con bị Covid á, thì trong cái ngày đầu tiên thì con nghĩ rằng là cái do là cái sức khỏe của mình yếu quá nên là cái bệnh Covid nó hành. Nên là cái sức khỏe của con nó chỉ còn có một phần. Con tưởng con cũng ra đi từ tháng 7 của năm, của tháng trước, tháng 7 của năm, tháng 7 vừa rồi. Cả tháng 4 chứ. Tháng 4 vừa rồi. Thì là con bị Covid, nên là con có một cái mà khi mà con gần đến cái đó, gần cận kề đến cái đó, đêm hôm đấy nếu như mà lúc đấy là 1-2 giờ sáng rồi, không có ai để mà gọi cả. Nên là con cố gắng tự vận động bản thân mình. Thôi nếu vô thường đến thì mình xin đón nhận. Và cũng may mắn cho con là chắc là con cũng còn có phước. Nên là con đã ngồi dậy và con cố hít thở để lấy lại cái hơi thở. Thì khi con lấy lại hơi thở được thì nó dần dần nó sẽ bình phục. Thì qua câu Phật ngôn này thì con thấy được là trong cái 32 thể trược của mình ấy, nó cũng liên quan đến cái câu Phật ngôn này là tóc, lông, móng, răng, da. Mình chỉ bao bọc bên ngoài một cái lớp da, chứ còn nếu khi mình lột cái lớp da đấy ra thì bên trong của mình là tất cả là ế trưởng. Nên là dù mình có đẹp hay là mình có da mình có đẹp đến đâu, dù mình có trắng đến đâu thì thật sự thời gian thì nó cũng phai tàn, chứ nó không có thể là đẹp mãi mãi, mà nó cũng không có thể là trẻ mãi mãi được. Bởi vì mỗi tuổi thì nó đuổi xuân đi theo như các cụ nói như thế. Nhưng mà còn trong kinh Đức Phật nói là
khi mình đã có cái thân này là mình đã có già và chết. Nên là lúc nào con cũng có một cái tâm nguyện là cố gắng để tu tập và theo đúng lời dạy của Đức Phật. Tuy là mình cũng còn là phàm phu và cũng còn là kém trí, nên là những cái lời tu tập mình có cái mình cũng chưa đi vào sâu sát, nhưng mà với con thì con có thể áp dụng được các cuộc sống hàng ngày để mình tu tập, để mình có thêm tâm từ và có thêm tâm bi để mình phát triển cái trí tuệ của mình trên cái tình yêu thương với tất cả chúng sanh và tất cả những người mà thương mình và ghét mình. Con gặp rất nhiều trở ngại trong việc học pháp và hành pháp, nhưng con nghĩ đó là một cái nghiệp quá khứ của mình thì thôi, cứ thế mà đón nhận. Khi đón nhận, con càng ngày con càng đón nhận tất cả những cái gì mà nó xảy đến với mình, dù vui hay dù buồn hay là ấy, thì con cũng cảm nhận được là mọi việc thật sự là đúng là vô thường thật. Như ngày một người rất là trẻ, thế nhưng mà hôm qua vừa nói chuyện xong thế hôm nay thì lại báo tin là người đó đã ra đi trong đột quỵ. Con thật sự thấy bàng hoàng, chứ đâu có phải già mới chết đâu ạ. Nên là con thấy được qua cái câu pháp cú này thì cái cô Du Vá Nan Đá này, Vá Nan Đa này, thì là cái muốn ngắm sắc đẹp, thế nhưng mà về sau này cái sắc đẹp dần nên dần cũng mất, nên là càng ngày cô càng hiểu ra và càng tu tập tốt hơn. Thì con thấy được là hàng ngày thì mình cũng phải biết rằng là cái thân này nó chỉ bao bọc một cái lớp da thôi. Khi mình bỏ cái lớp da ra thì thật sự là không thể nào mà nhìn được, bởi vì con đã được chứng kiến một cái xác mà gọi là một cái xác chết mà nó phân hủy. Nên là từ đấy con có quán đến về sau là mình cũng như thế. Nên là bây giờ mình cứ cố gắng tạo phước bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Mình không nói những, mình không làm những việc ác. Dù rằng có thể là trong mọi công việc hoặc là trong cuộc sống mình có thể là phải kham nhẫn, chứ mọi sự là nó sẽ rất nhiều cái ngang trái đến với mình. Có thể là người ta ganh ghét mình, người ta làm cho mình để cho mình phải sân hận lên, để cho mình làm việc ác đấy, để cho mình thêm cái nghiệp ác. Nên là con luôn luôn trong tâm niệm của con nói rằng hãy làm tất cả các việc lành, dù rằng có thể là mình mất tất cả, nhưng mình vẫn hãy sống bằng sự chân thành và hãy sống bằng việc thiện, làm việc thiện chứ không làm việc ác. Dù rằng là mình không có được như người ta, ví dụ như người ta làm cái công việc kia thì người ta tiền nhiều, vì người ta đi, người ta làm những cái công việc mà có thể là cái này nó sẽ liên quan đến cái việc kia và giết hại chúng sanh, hoặc là tất cả làm hại đến người khác chẳng hạn, hoặc là đưa người khác vào một cái con đường mà làm cái bình phong cho mình chẳng hạn, thì con không làm được. Nên là thật sự trong cơ quan cũng như trong cuộc sống hàng ngày con luôn luôn bị nhận những cái thiệt thòi, nhưng mà con nghĩ rằng khi mà mình nhận được cái này thì mình sẽ giữ được
cái tâm thiện của mình thì mình luôn luôn sẽ hướng thiện như thế, thì mình sẽ cố gắng và để hành theo cái lời của Đức Phật như vậy thì là mình sẽ được an lạc và hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại này. Đấy là tâm nguyện của con hàng ngày. Thì trong cuộc chiều thì nói thật sự với quý sư, với quý cô, với đạo tràng là trong cuộc sống bây giờ người ta toàn có chèn ép, rồi mình hơn người ta một tí là người ta sẽ chèn ép mình. Nên là về trong công việc thì con luôn có một cái tâm nguyện thôi, người ta thích thắng thì mình cho người ta thắng, mình cứ nhận thua, mình cứ thích về nhì đi thì còn tất cả người ta đều về nhất hết, thì mình cảm thấy cái tâm của mình nó thanh thản hơn. Chứ mà lúc nào mình cũng muốn thắng cùng với người ta cũng thắng với mình, và mình cũng cùng thắng với người ta, thì giữa hai bên nó xảy ra một cái tâm sân. Thì con thấy nó như thế thì nó không có lợi ích gì cho mình mà cũng không có lợi ích cho người. Nên là con cố gắng hàng ngày cứ duy trì thôi, làm sao dù rằng tất trong cuộc sống mà xảy ra cái việc gì mình nên sống bằng tâm từ chứ không nên sống bằng tâm sân. Thì càng ngày như thế thì con càng vun bồi được cái tâm của mình, nó không có bị sân hận trong mọi việc xảy ra nữa. Nên là con rất kính cảm ơn Ngài Chí Đức đã nói lên được dạy cho chúng con và chỉ cho chúng con biết, và chúng con đã được hành theo những như thế, là con thật sự là con rất kính tri ân Ngài. Nên từ những ngày mà con biết học đến câu pháp cú này là con cứ áp dụng những câu pháp cú mà con cảm thấy là nó rất ý nghĩa cho cuộc sống, câu nào cũng có ý nghĩa. Nhưng mà câu này nói về cái sự già và sự chết của mình, nên là luôn luôn mình nó không có phải nghĩ rằng là cái thân này là phải sẽ chết, chứ không bao giờ có thể là tồn tại mãi mãi được. Thế nhưng mà cái sắc đẹp, con nghĩ rằng cái sắc đẹp ở bên ngoài không bằng cái sắc đẹp ở bên trong, cũng như là hương các loài hoa không bay ngược chiều gió như hương người đức hạnh ngược chiều gió tung bay. Đấy là một cái câu mà con nghĩ rằng là mình là người đức hạnh thì lúc nào mình cũng có hương thơm. Nên là con cũng mong rằng là con có chia sẻ, con có sai thì mong Ngài Chí Đức và quý đạo hữu bỏ qua cho con. Dạ, con xin xuống mic, con gửi lại mic cho đạo tràng. Sa thú cảm ơn Quang Thành. Dạ, bây giờ đã cái tín hiệu còn phút. Dạ, bây giờ đạo tràng chị Mekka có thể chị chia sẻ câu pháp cú kinh 150 này để cho cái đạo tràng mình không có trống vắng, vì hôm nay tự nhiên cũng tranh thủ. Dù mình cái giọng nói mình bị hơi khác một chút, nhưng mà mình cố gắng tới buổi học thì mình cứ lên học. Đây không phải là giọng vàng hay giọng bạc hay là giọng trì gì, thì giọng nào miễn mình còn nói thì mình cứ nói, và mình chia sẻ những cái điều hay, ý đẹp và suy nghĩ như thế nào thì mình thực hiện, và mình cố gắng để thực hành theo những lời của Đức Phật đã chỉ dạy. Và bây giờ đã thấy chị Mekka trước máy, chị có thể chia sẻ để tại vì luôn luôn là Ngài Trí Đức giờ sau duyên sự thì Ngài đã giao lại cho đạo tràng để mình chia sẻ cùng nhau học hiểu hành. Dạ, đã thấy tín hiệu của chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ,
Con kính lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức, cùng nghĩa quý sư. Con kính đảnh lễ quý bà, cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và qua lời chia sẻ của cô Tệ Duyên cũng như cô Hoàng Thanh, thì Meta rất là xa thú, rất là tâm đắc với những lời chia sẻ của cô Tệ Duyên cũng như là cô Hoàng Thanh. Thì cũng như những bài trước, thì chúng ta thấy là cái thân của chúng ta, đó là một cái, nó cấu tạo bằng những cái khúc xương, rồi quét tô bằng thịt, bằng máu, gân xương tủy, rồi bên trong đó coi như là cái thân của chúng ta là một cái bao da mà chứa bên trong đó là những cái thể trược. Và cuối cùng đó, thì ai sinh ra đời có sanh rồi thì cuối cùng cũng kết thúc bằng cái sự chết, sự già và sự chết. Ai cuối cùng cũng kết thúc bằng cái sự chết. Thì rồi đổi cái kiếp sống, chúng ta không biết đi về đâu, mà muốn biết đi về đâu thì chúng ta hãy quán xét lại những cái điều, những cái nghiệp mà chúng ta tạo. Hãy tạo nghiệp tốt, tạo nghiệp lành thì chúng ta có thể đi về cái cõi an vui. Còn nếu mà chúng ta đã tạo nhiều cái nghiệp xấu, những cái bất thiện thì chắc chắn rằng sẽ đi về những cái cõi không có được an vui, mà có thể đi về những cõi khổ. Thì đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì Metta cũng như quý vị là cũng đã chứng kiến ở thế gian, cũng như là thân bằng quyến thuộc của mình, rất là nhiều cái sự ra đi của bà con mình. Như đối với Metta thì đã chứng kiến được ông nội, bà nội, rồi bà ngoại. Ông ngoại thì đã chết khi mà Metta còn quá nhỏ. Rồi bà ngoại, rồi cô chú bác, rồi dì, rồi anh em nữa, đã chứng kiến rất là nhiều sự ra đi, sự kết thúc của cái thân này. Già có, trẻ có. Metta có một đứa cháu là nó cũng mất có 27 tuổi, cũng vì bệnh rồi ra đi. Rồi anh chị thì có một bà chị cách nay 3 năm đã mất được tuổi 98. Rồi mới đây, 2 ngày nay, thì hôm bữa thứ năm thì Metta đã đi một cái đám tang của một cái người ở cùng quê, ở Gò Công, đã sống được đến 97 tuổi và ra đi rất là thanh thản, không có bị bệnh đau gì hành hạ thân xác, mà còn rất là minh mẫn mà ra đi ở tuổi 97. Thì như vậy thì để kết thúc lại, dạ hôm nay ở nhà kế bên họ cắt cỏ thành ra nó ồn quá, xin quý vị trong đạo tràng cũng thông cảm. Và Metta cũng cố gắng nói lớn lên tí. Và riêng về giọng nói của Metta thì hồi nhỏ không phải như vậy, nói cũng không có tệ như vậy. Nhưng mà bây giờ đã qua thời gian, có khi thì Metta nói còn nghe được, có khi thì nó ồ ồ cũng như là thuần thiết vậy. Thì trong đạo tràng này thì chắc là quý vị cũng đã từng thấy là Metta có khi thì kể được, có khi thì kể rồi cũng không có ra gì hết. Có nghĩa là sự biến đổi cái thân của mình là từ lúc nhỏ thì nó đàng hoàng tốt đẹp, rồi dần dần nó biến đổi tuổi 20, rồi 40, rồi 50, rồi bây giờ Metta đã 78 tuổi rồi quý vị.
thì cũng may mắn là cũng còn sống được đến tuổi này. Thì ta thấy rằng cũng như những câu kinh pháp cú trước và cũng như câu này, thì tất cả chúng ta đều kết thúc bằng sự chết ra đi, chứ không có ai mà giàu xấu giàu đẹp giàu như thế nào đi nữa rồi cũng ra đi. Và không có ai mà tồn tại mãi mãi. Đức Phật kia cũng còn ra đi ở tuổi 80. Và thì nói tóm lại là Metta cố gắng đã có được cái duyên phước và được vào cái đạo tràng Phật giáo Nam truyền này, đã biết được những cái lời của Đức Phật dạy qua lời của quý sư đã giảng giải. Thì Metta cũng như tất cả quý vị chắc chắn rằng ai vào đây rồi cũng muốn học, rồi muốn thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để có được chút ít mà phước báo để làm hành trang để ra đi. Và riêng những bây giờ cho đến ngày ra đi thì Metta đã quyết định là chúng ta sống như thế nào để sống mà cái tâm là cũng như cô Quang Thanh nói, là chúng ta quyết tâm làm những điều thiện, điều lành và tránh xa những điều ác, những điều bất thiện, và cố gắng thực hành theo những lời của Đức Phật đã dạy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể có được những cái điều lành, điều thiện để mà mang theo. Và ngay từ giờ đây thì Metta cũng cố gắng tận dụng thời gian, cố gắng là học tập, rồi cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, và để có thể là mình sống như thế nào để ra đi được phần thanh thản. Và thì Metta chỉ có những lời chia sẻ như vậy, cũng như những lần trước thì cũng lặp đi lặp lại. Thì cũng Metta cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ của Metta, và Metta cũng chúc tất cả quý cô, quý vị trong đạo tràng cũng cố gắng là học tập, rồi cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, và chúc tất cả đều có được sự an vui tiến hóa trong giáo pháp.